Tiến vào động huyệt, đập vào mi mắt là một cái to lớn không gian. Trong đó tiên khí lượn lờ, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, quý hiếm dị thú xuyên thẳng qua, liên tựa như một cái thế ngoại tiên cảnh bên trong thế ngoại tiên cảnh. Bất quá, động huyệt bên trong đường lại là không ngừng một đầu, mà chính là bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp. Đối mặt tình huống như vậy, tất cả mọi người có chút mê mang. Nhiều như vậy đường, làm như thế nào đi? Chúng ta mỗi người chọn một đầu đi thôi. Có người đề nghị. Có đạo lý cái này xem ai vận khí tương đối tốt cũng coi là công bình cạnh tranh đi có lẽ những thứ này lộ tuyến sau cùng đều là thông hướng một cái địa điểm cũng nói không chừng đấy chứ mọi người đều đồng ý cách làm này có thể thật lâu mọi người lại là đều không có chọn lộ tuyến đây là có chuyện gì đáp án rất đơn giản bọn hắn đang đợi tô huyền theo trước đó chiến đấu đến xem tô huyền tuy chỉ có chân tiên tu vi nhưng thực lực tuyệt đối là bọn hắn bên trong tối cường một vị nắm giữ rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên bởi vậy Bọn hắn đều muốn cùng Tô Huyền, dạng này thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ có lẽ lớn hơn. Như thế, Tô Huyền tự nhiên là nhìn ra mọi người ý tứ, nhưng cũng cũng không nói gì thêm, mà chính là cùng Bạch Trạch tùy ý chọn một con đường, liền đi vào. Thay thế, có mấy tên tu sĩ nhất thời đuổi theo. Sau một lát, Cấm Kỵ Thiên Nữ cũng chuẩn bị theo sau. Thiên Nữ, ngươi cùng ta cùng Thiên Hoàng tử cùng một chỗ đi, đi Tô Huyền con đường kia quá nhiều người, cho dù là tìm được cơ duyên cũng không tiện phân. Đồng thời có tô huyền tại các ngươi cũng không được chia cái gì chẳng bằng cùng chúng ta cùng một chỗ gặp phải cơ duyên ba người chúng ta chia đều đúng lúc này một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên tại cấm kỵ thiên nữ bên tai mở miệng người chính là thiên tử hắn muốn lôi kéo gần cấm kỵ thiên nữ cùng bọn hắn cùng một chỗ nghe vậy cấm kỵ thiên nữ sững sờ suy tư sau một lát vẫn gật đầu cũng tốt cứ như vậy chúng cường giả đều lựa chọn một con đường bắt đầu đều bằng bản sự tìm kiếm cơ duyên trong đó, có thực lực xuất chúng người đi một mình một con đường, cũng có thực lực không đủ người thì là lựa chọn nhiều người đi một con đường. Tô Huyền bên này, hai người mang theo phía trên 10 vị cường giả xâm nhập động huyệt, tìm kiếm cơ duyên. Mới vừa đi chưa được mấy bước, Tô Huyền chính là phát hiện, động huyệt bên trong lại là có mấy quả thiên tiên thụ sinh trưởng. Đồng thời, phía trên cũng còn kết lấy thiên tiên quả. Đối với những thứ này bất tử dược, Tô Huyền tự nhiên là sẽ không bỏ qua, tất cả đều bỏ vào trong túi. Đối với Tô Huyền cách làm, theo Tô Huyền mọi người lại là hoàn toàn không có ý kiến. Một là đối bọn hắn tới nói bất tử dược cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn, còn không đáng đến bọn hắn đối Tô Huyền xuất thủ. Hai là lúc này mới đi đến đâu, cũng còn chưa đi đến nhập động huyệt chỗ sâu đâu, nói không chừng về sau có càng thêm chân quý cơ duyên xuất hiện đây. Tiếp tục thâm nhập sâu. Khe khe. Đi tới đi tới, Tô Huyền đám người cước bộ đột nhiên đình trệ. Bạch trạch, mới vừa rồi là không phải có tiếng gì đó tô huyền nhìn về phía bạch trạch cẩn thận mà hỏi tựa như là bạch trạch gật đầu a à, ách a a a cũng đúng lúc này trống trải vắng vẻ đèn đuốc không rõ động huyệt bên trong đúng là bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên tô huyền giật mình bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn qua trong tầm mắt chỗ lại là có một đầu toàn thân như ngọc mãng xà chính ngẩng lên miệng to như chậu máu nuốt sống tiếp theo tên tiên vương sơ kỳ tu sĩ t cái này thảm liệt một màn mọi người thổn thức. Nhưng rất nhanh, tâm tình của bọn hắn bắt đầu từ thổn thức chuyển thành hoảng sợ. Bởi vì mãng xà đã đem tên kia tiên vương nuốt vào, cũng phun lưỡi dùng như là một vầng huyết nguyệt đồng dạng mắt to nhìn chòng chọc vào Tô Huyền bọn người. Trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh tử vong khí tức liền đem mọi người bao khỏa. Trước mắt cự mãng, mọi người chưa bao giờ thấy qua, không biết hắn đến tụ cùng là chủng tộc gì, nhưng hắn tản ra cái kia cỗ cảm giác áp bách, thật sự là làm cho người ngạt thở, làm cho người không nhịn được muốn phủ phục một miệng nuốt vào tiên vương sơ kỳ tu sĩ thực lực của người này chỉ sợ đã xen vào tiên vương trung kỳ cùng tiên vương hậu kỳ giữa thật sự là không nghĩ tới bồng lai tiên đảo phía trên một con mãng xà liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này tô huyền kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì hoảng sợ gia hỏa này tu luyện rất lâu lại tại cái này động huyệt bên trong ăn trường sinh dược chờ bảo bối sau đó lại tại như vậy nồng đậm tiên khí trong hoàn cảnh tu luyện một số tuế nguyệt lúc này mới trong bất chi bất giác đột phá đến loại này cảnh giới bạch trạch cũng không có bao nhiêu e ngại nói ra khe khè mãng xà phun lưỡi phun ra nuốt vào lấy âm lãnh chi khí một giây sau chính là hướng về mọi người đánh tới mãng xà trưởng thành tốc độ quá nhanh thậm chí còn không có tan ăn ở hình liền đã đến loại cảnh giới này nhưng loại này trạng thái phía dưới hắn thu tính càng là lớn trực tiếp liền đem mọi người xem như ăn no nê mỹ thực một đầu xà mà thôi cũng dám càn rỡ chư vị đồng loạt ra tay chấn áp nó hét lớn một tiếng làm đầu vương người còn sống đồng thời xuất thủ. Thân thần thông tách ra quang mang, đốt sáng lên cả cái huyệt động, làm đến động huyệt trong nháy mắt biến trời sáng choang. Nhưng là ở dây tiếp theo. Bành bành bành. Lần lượt từng bóng người chính là liên tiếp bay ngược mà ra trùng điệp đập vào động huyệt trên vách tường, có thậm chí trực tiếp hõm vào. T. Làm nhìn thấy một màn này, còn lại tu sĩ đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, là mãng xà khủng bố nhục thân mà cảm thấy kinh ngạc. À. Như vậy nhục thân, loại này khí huyết, tên kia hẳn là đạt được một loại nào đó truyền thừa tô huyền ánh mắt lẫm liệt suy đoán nói mà lúc này còn lại tu sĩ ánh mắt cũng đều tập trung tại tô huyền trên thân mãng xà này xà không phải bình thường chỉ sợ cũng chỉ có tô huyền có thể ứng đối đều nhìn ta làm gì tô huyền cười cười chậm rãi đi đến mọi người trước người nhìn chằm chằm tràn đầy huyết tinh chi khí mãng xà trực tiếp chính là một quyền đánh ra nhất thời kinh thiên động địa quyền quang chiếu sáng cả cái huyệt động quyền quang vẫn như cũ là cái kia dường như có thể phá toái hết thảy quyền quang. Nhìn thấy Tô Huyền xuất thủ, còn lại các tu sĩ lại là có chút kích động lên. Tô Huyền tự tin, Tô Huyền bá khí, Tô Huyền trầm ổn, hắn mỗi một lần xuất thủ, chẳng biết tại sao đều là để bọn hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tại Tô Huyền trên thân, bọn hắn dường như thật thấy được loại kia vô địch khí thế. Khí thế loại này, đúng là để trong lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một loại muốn đi theo ý nghĩ. Oanh, quyền quang rút đi, cả cái huyệt động đều là chấn động, dường như một giây sau liền muốn sụp đổ. lại nhìn về phía mặt đất, chỗ đó chỉ có một bãi mơ hồ huyết nhục. cái kia xem ra vô cùng khủng bố mãng xà. tại tô huyền trên tay vẫn như cũ là một quyền. tê nhìn thấy dạng này một màn, mọi người mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. bất quá chân tiên cảnh, tô huyền liền có chiến lực như vậy, muốn là đột phá tiên vương, hắn lại cái kia mạnh đến mức nào? tiếp tục đi tới đi. Tô Huyền quét mắt một lần mọi người ở đây, nhàn nhạt mở miệng. Thời khắc này Tô Huyền, thật tựa như là một tôn chỉ huy vô số cường giả chinh chiến chư thiên tuyệt thế đế giả đồng dạng, tràn đầy bá lực cùng quả quyết. Tiếng nói vừa ra Tô Huyền liền dẫn Bạch Trạch cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo, muôn ôm phía trên Tô Huyền cái này cái bắp đùi. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn đối với Tô Huyền cũng nhiều hơn một số kính sợ. Giờ này khác này, tại cái khác lộ tuyến phía trên, một số tu sĩ đã táng thân tại động huyệt bên trong sinh linh trong tay hoặc trong bụng nhưng cũng có cường giả một đường quét ngang thẳng hướng lấy động huyệt chỗ sâu mà đi thiên tử thiên hoàng tử cùng cấm kỵ mỗi ngày nữ ba người này tổ hợp liền là dạng này tồn tại tại lộ tuyến của bọn hắn phía trên chỉ có ba người nhưng ba người liên hợp lại là không sai biệt lắm quét ngang hết thảy chúng ta tốc độ này cần phải tính toán nhanh nhất đi ta cảm thấy cũng thế dù sao ba người chúng ta liên thủ hiệu suất cái kia có thể không cao bình thường Thiên tử cùng thiên hoàng tử vừa cười vừa nói: "Các ngươi quên Tô Huyền sao? Nói không chừng nhân gia đã đến động huyệt chỗ sâu nhất cũng khó nói." Mà tại lúc này, Cấm Kỵ Thiên Nữ lại là như thế nói: "Ừm, Thiên Nữ, ngươi hãy thành thật cùng chúng ta nói ngươi có phải hay không thích nhân gia Tô Huyền rồi? Thiên Nữ, ngày bình thường, ngươi liền cùng chúng ta đáp lời cũng không nguyện ý, nhưng lại chủ động tới gần cái kia Tô Huyền, mà hiện tại chúng ta bất quá tự khen một câu, ngươi lại là cầm Tô Huyền cùng chúng ta so sánh?" đây có phải hay không là có chút quá rõ ràng rồi thiên tử cùng thiên hoàng tử nhìn lấy cấm kỵ thiên nữ trêu gẹo nói nhóm trong ấn tượng cấm kỵ thiên nữ đây chính là một gốc theo không nở hoa cây sắt đừng nói như nữ tình trường cũng là một cái mập mờ đối tượng đều chưa bao giờ có hoàn toàn thì là một bộ bất cận nhân tình bộ dáng mà bây giờ cấm kỵ thiên nữ biểu hiện khác thường để cho hai người một chút thì đã nhìn ra nàng không đúng ta ta nào có cấm kỵ thiên nữ biến sắc phản bác Giờ phút này, cấm kỵ thiên nữ trên mặt đúng là trùng lên một tầng dáng mây, hơi hơi phiếm hồng, để thiên tử cùng thiên hoàng tử đều có chút nhìn ngây người. Đều như vậy còn nói không có. Bất quá, dám tại cấm kỵ thiên nữ đáng sợ thủ đoạn, thiên tử, thiên hoàng tử hai người cũng không dám nói thêm gì nữa. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Tê văn động bên trong, thông hướng động huyệt chỗ sâu nhất con đường rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt. Tại xâm nhập động huyệt quá trình bên trong, có người vẫn lạc, có người lấy được bảo bối, mà có người là bởi vì vận khí tốt, đúng là lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới động huyệt chỗ sâu nhất. Động huyệt chỗ sâu nhất chính là một cái vô cùng rộng lớn không gian, trong đó tiên quang tràn ngập, tiên khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, kỳ dị sinh linh nhảy lên, thiên tiên thụ đúng là đều có tốt một vòng. Có thể nói nơi này quả thực cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Mà tại mảnh không gian này chính giữa, lại là có một viên to lớn tiên thụ đứng vững, cây kia tiên thụ, toàn thân như ngọc, tỏa ra lấy tiên quang, có hà khí bốc hơi, vô cùng thần dị. Mà tại tiên trên cây, lại là có phía trên 10 cái bàn đào treo. Giờ phút này, nếu là có người ở chỗ này, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này khỏa tiên thụ, chính là truyền thuyết bên trong bàn đào cổ thụ, vô cùng chân quý, phía trên kết xuất bàn đào càng là trường sinh tiên dược. Trường sinh dược, phóng nhãn tiên giới, vậy cũng là vô cùng chân quý tồn tại, thậm chí một số đại thế lực đều không cách nào lấy ra vài cọng. Từ một điểm này bên trong, cũng có thể thấy được trường sinh dược đến tột cùng chân quý cỡ nào. Mà giờ khác này, nơi này đúng là có chừng phía trên 10 cây trường sinh dược. Có thể nghĩ, nơi này chắc chắn bạo phát vô cùng kịch liệt tranh đoạt, sẽ có kinh thiên động địa đại chiến ở chỗ này trình diễn. Nhiều ngày như vậy tiên thụ, còn có một gốc truyền thuyết bên trong bàn đào cổ thụ. Ha ha ha, động huyệt chỗ sâu nhất, thật bị chúng ta tìm được. Ha 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 ha, thật sự là không nghĩ tới ta, nhóm mấy huynh đệ tam huynh đệ đúng là đến nơi trước tiên nơi này đúng vậy à đại ca nhị ca bởi như vậy nơi này bảo bối chẳng phải tất cả thuộc về chúng ta sao lần này sau đó chúng ta tam huynh đệ chỉ sợ là muốn triệt đề cất cánh yên tĩnh trong không gian có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xông vào ba người đến từ đông thắng thần châu thế lực tối cường một trong nhân tiên dạy chính là nhân tiên dạy cường giả lần này vừa tốt có thời gian chạy đến bồng lai tiên đảo vừa lựa chọn tốt gần nhất một con đường dẫn hôm nay sau đó ta người tiên giáo đem tránh thức quật khởi xưng bá đông thắng thần châu sau đó cũng là trung thổ trước hết đuổi tới động huyệt chỗ sâu ba người kích động không thôi đã bắt đầu tưởng tượng lên sau này huy hoàng tranh thủ thời gian chúng ta đến vội vàng đem cơ duyên lấy đi sau đó chạy khỏi nơi này lão đại nói rất đúng nếu là bị người khác phát hiện chúng ta có thể liền không thể nắm giữ cái này toàn bộ bảo bối sau đó ba người liền đi tới bàn đào cổ thụ dưới chuẩn bị lấy xuống bàn đào dù sao đây chính là trường sinh dược Đối với bọn hắn có một cỗ lực hấp dẫn thật lớn. Oanh, có thể liền tại bọn hắn tới gần bàn đào cổ thụ thời điểm, toàn bộ không gian lại là chợt chấn động. Bàn đào cổ thụ đúng là bộc phát ra một đạo vô cùng sáng chói tiên quang, trong nháy mắt che mất hết thảy. Bất quá một cái chớp mắt, ba người thân ảnh chính là trực tiếp biến mất tại không gian bên trong, mà bàn đào quả thụ lại là giống như là đã có sinh mệnh, lóe lên một cái, sau đó lại dập tắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian cấp tốc khôi phục tĩnh mịch, một mảnh vắng vẻ trừ một chút tiểu sinh linh thủy trung đang phát ra thanh âm huyên áo bên ngoài liền không có những động tĩnh khác a à, không nghĩ tới chúng ta thật là cái thứ nhất tới đây ha 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 thật đúng là tô huyền bọn hắn còn chưa tới sao yên tĩnh sau đó lại có lấy ba đạo thân ảnh đến khu này không gian chính là thiên tử thiên hoàng tử cùng cấm kỵ thiên nữ ba người thiên tiên thụ long hoàng quả âm dương bất tử dược còn có đó là bàn đảo cổ thụ quan sát đến mảnh không gian này ba người liền ngay cả phát ra tán thưởng, nhất là khi bọn hắn nhìn đến trung ương cái kia gốc cây khổng lồ tiên thụ thời điểm, trong nháy mắt vì thế mà kinh ngạc. Lại là bàn đào cổ thụ, đây chính là trường sinh tiên thụ, phía trên kết mỗi một viên trái cây đều là trường sinh dược, vô cùng chân quý. Thiên tử, thiên hoàng tử, cấm kỵ thiên nữ sau khi khiếp sợ, liền cũng là cùng lúc trước ba người một dạng, hướng về bàn đào cổ thụ tới gần, muốn lấy xuống phía trên bàn đào. Oanh, không không sai cái này không gian lại lần nữa một trận một đạo sáng trói quang mang nở rộ. Không tốt, lui. Cấm kỵ thiên nữ trong nháy mắt ý thức được không đúng, hét lớn một tiếng, nhắc nhở thiên tử cùng thiên tử nói. Cùng lúc đó, bản thân cũng là nhanh chóng hướng phía sau lao đi. Thiên tử cùng thiên hoàng tử bị cấm kỵ thiên nữ thanh âm sở kinh đến, cũng là vội vàng thi triển thần thông đối cái kia cỗ đột nhiên bạo phát lực lượng tiến hành ngăn cản. Có thể mặc dù như thế, hai người vẫn là bị cỗ lực lượng kia cho hung hăng đánh bay ra ngoài, trung điệp đập vào động huyệt trên vách tường. Bành, bành. Thiên tử cùng thiên hoàng tử ngã rơi xuống đất, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Các ngươi không có sao chứ? Cấm kỵ thiên nữ trên thân đã hiện lên một kiện màu tím áo giáp, đem thân thể chăm chú bao khỏa. Thời khắc này nàng chính cao mày hướng về thiên tử cùng thiên hoàng tử bên này phương hướng đi tới. "Không, không có việc gì." Cũng không lo ngại. Thiên tử cùng thiên hoàng tử sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhưng hai người đều có lấy thuật pháp có thể cấp tốc khôi phục trạng thái thân thể. Rất nhanh, hai người trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt Hiếu Kỳ lần nữa hướng về bàn đào cổ thụ tới gần. Vừa mới cỗ lực lượng kia, hẳn là bàn đào cổ thụ đã ra đời ý thức của mình, cảm nhận được khí tức tới gần, liền sẽ bộc phát ra lực lượng đem người cho khu trục. Thiên tử ánh mắt lấp lóe, nói: "Không hổ là Trường Sinh Tiên Thụ, quả thực bất phàm." Thiên hoàng tử cũng nói: "Ba người chúng ta liên thủ có thể thử một chút có thể hay không trấn áp tiên thụ." cấm kỵ thiên nữ mở miệng. Tốt, vậy chúng ta thì đồng loạt ra tay thử một chút. Thiên tử cùng thiên hoàng tử đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Chợt, ba người liền phân tán chỗ đứng, đồng thời xuất thủ, hướng về bàn đảo cổ thụ chụp tới. Các ngươi, sao dám làm càn? Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nữ vô cùng bá khí lại là bỗng nhiên vang lên tại không gian bên trong. Nhất thời, thiên tử, thiên hoàng tử, cấm kỵ thiên nữ, ba người tại chỗ mộng bức, đây là cái gì tình huống? Ta thế nhưng là bàn đào cổ thụ, há lại các ngươi có thể chiếm hữu. Âm thanh kia vang lên lần nữa, vẫn như cũ là như thế ba khí, như là một tôn nữ đế bễ nghĩa thiên hạ. Ngay sau đó, trong hư không một đạo thân ảnh biến ảo mà ra. Đó là một nữ tử, không phải nói là một cái nữ hài lớn lên không cao, dáng người thon thả, bọc lấy một bộ váy xanh duyên dáng yêu kiều có thể nói cho người một loại sạch sẽ cảm giác đáng thương. Hà, nhất thời ba người càng mộng. Thanh âm mới vừa rồi là cái này tiểu nữ hài phát ra. Đây có phải hay không là có chút không quá phù hợp à? Ngươi là bàn đào cổ thụ thụ linh, nhìn chăm chú lên nữ hài thiên tử có chút không thể tin mở miệng. Bất quá hắn cũng rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Dù sao bàn đào cổ thụ đây chính là trường sinh tiên thuật cây, chính là cần rất nhiều tu vi mới có thể trưởng thành. Bởi vậy hắn sẽ sinh ra thụ linh cũng rất bình thường. Không tệ, bản tọa chính là trong hư không nữ hài nhàn nhạt, nhạt đáp lại ngữ khí bễ nghễ tuy là nữ hài thân, nhưng lại cùng một tôn nữ đế đồng dạng. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta hái bàn đào. Thiên hoàng tử hỏi, trên thân đã có một cỗ chiến ý đang tỏa ra. Cảm giác bên trong, nữ hài nhi cũng bất quá tiên vương trung kỳ, ba người liên thủ, chưa hẳn không thể nhất chiến. Nói nhảm, bàn đào cổ thụ chính là ta chân thân, ta không ngăn trở ngươi, còn có thể giúp ngươi hay sao? Nữ hài ngữ khí đã triệt để băng lạnh xuống. Như thế nói đến, duy có một trận chiến, ngươi là kỳ thiên tử hét lớn một tiếng ta ta là hướng tinh tế thiên nữ ta nữ đồng loạt ra tay à ta là chủ nhật ngươi nhẹ gật đầu toàn thân khí tức trong nháy mắt chính là không giữ lại chút nào phóng thích mà ra nhất thời số ba tiên vương cường giả uy áp chính là đột nhiên áp hướng nữ hải oanh nhưng là ở dây tiếp theo lại là có một cỗ so ba người khí tức đều muốn mạnh hơn uy áp ở trong không gian ẩm vang bộc phát ra ba người giật mình không nghĩ tới nữ hài thực lực lại sẽ cường đại như thế bành Bành, bành. Tại nữ hài uy áp trước mặt, ba người đúng là không có chút nào sức chống cự, bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Bản tọa chính là tiên thiên thánh linh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Nữ hài bá khí âm thanh vang lên, quanh quẩn ở trong không gian, kéo dài không thôi. Đáng giận, nữ hài chính là tiên thiên thánh linh, thiên phú quá cao, chiến lực vô song, cho dù là ta ba người liên thủ cũng không nhất định có thể thắng nàng à. Thiên tử thần sắc vô cùng ngương trọng, nhìn chăm chằm nữ hài, trong lúc nhất thời lại là căn bản là không có cách làm gì được nàng. Thiên tử, thiên nữ, chúng ta nếu muốn cái kia bàn đào cổ thụ, liền chỉ có toàn lực ứng phó mới có cơ hội. Thiên hoàng tử âm thanh vang lên, đối thiên tử cùng cấm kỵ thiên nữ nói như vậy. Vậy liền, thử một chút đi. Thiên tử hét lớn, vận chuyển huyền công, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Cảm nhận được thiên tử chiến ý, thiên hoàng tử cùng thiên nữ cũng là trong nháy mắt đem khí tức nhấc lên, chuẩn bị đại chiến. Không có cách, đây chính là trường sinh tiên dược sức hấp dẫn thực sự quá lớn đủ để khiến bọn hắn mạo hiểm ha ha các ngươi tuy là đứng đầu nhất một nhóm kia thiên kiêu nhưng ở trước mặt bản tọa vẫn như cũ không đáng chú ý trong hư không nữ hài nhi lên tiếng lần nữa ngữ khí đạm mạc bẫy nghĩa chúng sinh đây chính là tiên thiên thánh linh bá khí cùng tự tin loại này phẩm chất trên người bọn hắn dường như cũng là bẩm sinh đồng dạng quá mức mãnh liệt chiến theo thiên tử hét lớn một tiếng chiến đấu bạo phát ba người đồng thời xuất thủ cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt liền hướng về nữ hải trấn áp tới nhưng mặc dù như thế nữ hải lại là cũng không có chút nào e ngại thần sắc áo xanh phất phới ống tay áo vung lên thanh quang chợt hiện bao phủ toàn bộ không gian sáng chói khiến người ta mở mắt không ra oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ tê vân động đều là chấn động phảng phất muốn trong nháy mắt vỡ nát đồng dạng cũng chính là tại thời khắc này toàn bộ tê vân động bỗng nhiên tách ra vô tận sáng chói quang mang nếu là từ trên nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ Tê Vân Động rõ ràng là có một cái pháp trận tại bao phủ, đang chống đỡ. Chính là cái này pháp trận mới làm cho Tê Vân Động như thế kiên cố, không có bị mấy người ở giữa bạo phát kinh thiên động địa đại chiến phá hủy. Thanh quang tan hết, nữ hài vẫn như cũ đứng trong hư không, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt bế nghĩa mà thiên tử, thiên hoàng tử, cấm kỵ thiên nữ ba người thì là nằm trên mặt đất, hấp hối. Ngươi nói tình huống dưới, A Nhân Tĩnh vẫn như cũ không phải nữ hài địch nơi này liền có thể đủ để nhìn ra nữ hải làm vì tiên thiên thánh linh cường thế. nếu là nữ hải nhi lại tu luyện một khoảng thời gian, triệt để cùng bàn đào cổ thụ dung hợp, thành làm một cái độc lập cá thể hành tẩu thế gian. cái kia sợ rằng sẽ thành tựu lại một tôn vô địch thiên kiêu. tiên thiên thánh linh lại cường thế đến loại tình trạng này. trên mặt đất thiên tử, thiên hoàng tử, cấm kỵ thiên nữ đều có chút không thể tin. nữ hải nhi thực lực mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản không phải bọn hắn có thể chiến thắng bản tọa quý vì tiên thiên thánh linh các ngươi không phải là đối thủ của ta cứ thế mà đi tha các ngươi một mạng nữ hài thanh âm đạm mạc mang theo cuồng ngạo thật đáng yêu tiểu nữ hài để đại ca ca cẩn thận nhìn một cái đúng lúc này một thanh âm không so với tuổi trẻ lại là bỗng nhiên vang lên tại không gian bên trong theo thanh âm này vang lên thiên tử thiên hoàng tử cấm kỵ thiên nữ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên có hơi hơi kích động chỉ vì thanh âm này chính là tới tử tô huyền hướng về bốn phương tám hướng cửa động nhìn qua tại một cái trong đó chỗ động khẩu một đạo tuổi trẻ thân ảnh theo chính chậm rãi đi ra loại kia tự tin loại kia thong dong loại kia bình tĩnh không có có ngoài ý muốn chính là tô huyền tô huyền đến rồi cũng chỉ có hắn mới có chấn áp nữ hài nhi thực lực xa xa nhìn qua cái kia đạo chậm rãi đến gần tuổi trẻ thân ảnh cấm kỵ thiên nữ trong mắt nổi lên dị sắc tô huyền tới hắn có lẽ thật có thể chấn áp cái kia nữ hài Thiên tử cùng thiên hoàng tử ánh mắt cũng phát sáng lên. Tô Huyền thực lực, lúc trước đây chính là rõ như ban ngày, cùng cảnh giới của hắn xa xa không hợp. Đối mặt hung hăng như vậy một tôn tiên thiên thánh linh, có lẽ cũng chỉ có càng tăng mạnh hơn thế Tô Huyền mới có thể ứng đối. Ừm, chúng ta vậy mà không là cái thứ nhất tới đây. Chậm rãi đi vào động huyệt chỗ sâu nhất, Tô Huyền chú ý tới thiên tử ba người, hơi kinh ngạc. Đại ca, hẳn là chúng ta chọn con đường quá xa. Tô Huyền bên cạnh, bạch trạch mở miệng Ừm. Tô Huyền gật gật đầu, vừa nhìn về phía trong hư không nữ hài nhi, "Tiểu muội muội, ngươi lớn lên thật đáng yêu, có thể hay không để cho ta kiểm tra ngươi cái kia có điểm trẻ sơ sinh mặt?" Tô Huyền âm thanh vang lên, toàn bộ không gian lại là trong nháy mắt yên lặng lại, dường như thời không bị một cỗ sức mạnh to lớn trong nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này, không chỉ có là mọi người, cũng là nữ hài, cũng là bỗng nhiên sững sờ. Nhìn về phía Tô Huyền, nữ hài một mặt mộng. Tiểu tử kia đang nói cái gì? muốn sờ mặt mình một cái chân tiên dám như thế nói chuyện với chính mình hắn có phải hay không chưa tỉnh ngủ tiểu tử bản tọa lại cho ngươi một cơ hội một lần nữa tổ chức một chút lời nói một giây sau nữ hài kịp phản ứng lạnh giọng mở miệng mà nương theo lấy thanh âm lạnh như băng vang lên là một đạo bao phủ hết thảy khủng bố uy áp oanh cái kia cỗ uy áp để không gian cũng vì đó chấn động nhất thời thiên tử thiên hoàng tử cấm kỵ thiên nữ đều là biến đổi trên mặt có vẻ kiêng rẻ hiện lên. Cũng là uy thế như vậy, vừa mới hiện lên bao phủ chi thế đem bọn hắn trong nháy mắt trần áp. Mà giờ khác này, như vậy uy áp lại nổi lên. Không biết Tô Huyền có thể hay không ứng đối. Ba người nhìn về phía Tô Huyền, lại là chỉ có thấy được một đạo tuổi trẻ thân ảnh vô cùng ngông cuồng đứng chắp tay, thần tình trên mặt bình tĩnh, không thay đổi chút nào. Dường như cái kia cỗ có thể tùy tiện đem bọn hắn chấn áp uy áp đối hắn căn bản không có tạo thành mảy may uy hiếp giống như T nhìn thấy dạng này một màn ba người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời trong lòng cũng của bọn họ không khỏi nổi lên như thế một vấn đề giữa người và người trên lệch thật sự có lớn như vậy sao phải biết tại bọn hắn quật khởi tuế nguyệt bọn hắn nhưng cũng là được xưng tiên giới thiên kiêu nhân vật nhưng hôm nay tại tô huyền dạng này một tôn so với bọn hắn còn muốn càng thêm tuổi trẻ tồn tại trước mặt bọn hắn lại là cảm giác mình như cùng một con ếch ngồi đáy giếng đồng dạng loại này trên lệch thật để bọn hắn có chút như đưa đám. Tiểu tử, ngươi một cái chân tiên có thể ngăn cản được bản tọa uy áp. Nhìn thấy Tô Huyền biểu hiện, trong hư không, nữ hài cũng là không khỏi sững sờ. Chính mình làm vì tiên thiên thánh linh, tuy là tiên vương trung kỳ tu vi, nhưng tản ra uy áp tuyệt đối không kém gì tiên vương hậu kỳ. Dạo này uy áp phía dưới, đừng nói chân tiên, liền xem như một tôn tiên vương sơ kỳ tồn tại đến, cũng đem bị tại chỗ chấn áp, mà thanh niên kia chuyện gì không có cái này coi như thật có chút kỳ quái à tiểu muội muội ngươi không làm gì được ta tô huyền cười nhìn chăm chú lên trong hư không nữ hải tinh thuần như thế tiên khí ngươi là bàn đảo cổ thụ thụ linh à đúng như thế nào nữ hải đối với tô huyền thực lực hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một chút kinh ngạc cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa dù sao một tên chân tiên hạn mức cao nhất cũng liền như vậy còn có thể nhấc lên gió to sóng lớn gì hay sao như thế nào tô huyền cười khẽ trong mắt hỗn độn quang mang lấp lóe bàn đào cổ thụ ta muốn trong nháy mắt không gian lần nữa một tịch chỉ có tô huyền hời hợt kia một câu ở trong không gian quanh quẩn tô huyền thật mạnh tự tin thiên tử thiên hoàng tử cấm kỵ thiên nữ cùng một số cái khác tại chỗ tu sĩ nghe được tô huyền thanh âm đều là không khỏi giật mình tô huyền đó là tô huyền cái gì tô huyền đám người đã dẫn đầu chạy tới sao không đúng trong không khí cái kia cổ áp lực khí tức tựa hồ sẽ có đại chiến bạo phát. Đúng lúc này, từng âm từng thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên ở trong không gian. Là lựa chọn cái khác đường đi tu sĩ, hắn giờ phút này cũng ảo ảo chạy tới nơi này. Rất nhanh, huyệt động này chỗ sâu nhất, chính là đầy áp người, lít nha lít nhít. Thiên tiên thụ, long hoàng quả, âm dương bất tử dược, còn có, đó là bàn đảo cổ thụ. Không hổ là bồng lai tiên đảo, bên trong quả thật là cất giấu đại cơ duyên. Trường sinh tiên dược, đây chính là trí bảo làm mọi người thấy rõ huyệt động này chỗ sâu cảnh tượng thời điểm, nhất thời biến đến kích động không thôi. Nơi này lại thật sự có trường sinh dược. Hơn nữa còn là dòng dã một gốc bàn đào cổ thụ, phía trên có chừng phía trên 10 cây trường sinh dược. Có thể một giây sau, bọn hắn chính là chú ý tới trong hư không tình huống, nhất thời kịp phản ứng. Cái này bên trong đang bạo phát đại chiến. Bên kia trên mặt đất là thiên tử, thiên hoàng tử cùng cấm kỵ thiên nữ, bọn hắn ba người thua ở trong hư không cái kia nữ hài tay phía trên lúc này tô huyền đang cùng cái kia nữ hài rằng co rất nhanh mọi người liền ý thức được hiện tại tình huống nữ hài nhi kia đến tột cùng là lai lịch gì có thể có thể đánh bại thiên tử thiên hoàng tử cấm kỵ thiên nữ ba người nữ hài khí tức cùng bàn đào cổ thụ một dạng không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là bàn đào cổ thụ thụ linh lại là tiên thiên thánh linh khó trách có thực lực như thế mọi người kinh hô oanh lúc này trong hư không đại chiến chính thức bạo phát chỉ thấy tô huyền sau lưng năm loại đại đế dị tượng hiện lên quanh thân hỗn độn khí lượn lờ trong mắt càng là có ba nghìn thế giới diễn hóa một bộ dọa người cảnh tượng năm loại đại đế dị tượng tô huyền chính là từ hạ giới phi thăng lên đến từ người năm loại đại địa dị tượng chúng ta tiên giới mặc dù không tu loại vật này nhưng căn cứ trước kia phi thăng lên tới thiên kiêu đến xem đây tuyệt đối là vạn cổ vô nhất tồn tại đây không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là tô huyền cũng không chỉ có trùng đồng cái kia quanh thân hỗn độn khí chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn thần ma thể. Cái gì? Hỗn độn thần ma thể? Thế nhưng là 3.000 thể chất đệ nhất, chân chính vô thượng thể chất. Tô Huyền lại đồng thời nắm giữ được xưng là vô địch giả trùng đồng cùng như vậy vô thượng thể chất. Nhìn thấy trong hư không Tô Huyền bộ dáng này, chúng tiên vương cường giả tất cả giật mình. Trung đồng cùng hỗn độn thần ma thể tùy ý một loại liền được xưng là tiên thiên bất bại tồn tại, đồng thời nắm giữ hai loại lại cái kia đạt tới bực nào độ cao. Tóm lại, cái này quá kinh người oanh. Tiếng nổ cực lớn lên trong huyệt động. Nhất thời, tất cả mọi người là giật mình, nhìn về phía hư không. Chỗ đó, Tô Huyền đã xuất thủ, kinh thiên động địa quyền quang cùng hoa mỹ màu xanh tiên quang xen lẫn, chói mắt làm cho người mở mắt không ra. Mà hai người chiến đấu hình thành dư âm càng là dọa người, nếu không phải huyệt động này có thần dị chỗ, chỉ sợ đã sớm bị triệt để lật tung. Thậm chí cái kia chiến đấu dư âm làm cho một số vừa mới đưa thân tiên vương cảnh tu sĩ đều là không khỏi vận chuyển thần thông tại quanh thân tăng thêm một tầng bình chướng bằng không bọn hắn chỉ sợ là muốn bị cái kia dư âm cho háng giải đánh chết như vậy đại chiến quá dọa người rồi nữ hải nhi kia cực kỳ thần dị không hổ là tiên thiên thánh linh tô huyền cũng không hổ là tô huyền quá mạnh hai người chiến đấu chỉ sợ đã có thể chạm tới tiên vương đỉnh phong tầng thứ quá kinh người nhìn thấy như vậy kinh thiên động địa đại chiến tất cả mọi người là không khỏi cảm thán nói mấy chiêu sau đó hai người vẫn như cũ không phân thắng thua trong hư không giằng co. Mà lúc này nữ hài đã có chút mộng, chính mình thế nhưng là tiên thiên thánh linh, mặc dù chỉ là tiên vương trung kỳ tu vi, nhưng tránh thức thực tuyệt đối đã tới gần tiên vương đỉnh phong, mà thanh niên trước mắt mới bất quá chân tiên tu vi. Nhưng chính là như thế, thanh niên này có thể cùng mình đánh thành cân sức ngang tài cục diện, cái này thật sự là không khoa học à? Chẳng lẽ, Hỗn Độn Thần Ma thể cùng trùng đồng thật có mạnh như vậy? Nữ hài áo xanh phất phới, ánh mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Huyền làm vì tiên thiên thánh linh nữ hải cũng không để ý đối phương thể chất bởi vì vô luận ra sao thể chất đều tuyệt đối so với không lên chính mình nhưng lúc này đây nàng lại là thật có chút hoài nghi mình thế nào tiểu muội muội ta là không phải nói ngươi không làm gì được ta tô huyền trên mặt hiện lên vẻ trêu tức nhìn chằm chằm nữ hải mở miệng cười hừ thì tính sao ngươi không phải cũng là không làm gì được bản tọa nữ hài hừ lạnh đối với tô huyền mà nói chẳng thèm ngó tới Ngươi xác định ta không làm gì được ngươi sao?" Tô Huyền nhìn qua nữ hài, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười khó hiểu. Trong nháy mắt, nữ hài đúng là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm tại lan tràn. "Ừm, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại tại một cái chân tiên tu vi con kiến hôi trên thân cảm nhận được loại khí tức này?" Nữ hài nhất thời sững sờ, có chút không thể tin. Nhưng là ở giây tiếp theo, nữ hài sắc mặt triệt để biến đổi. Chỉ thấy hư không bên trong, thanh niên kia vươn tay, một tay chỉ lên trời, ngay sau đó lại là có một đạo vô cùng thần dị tiên quang nối liền trời đất bay thẳng cửu tiêu tựa hồ là đến cái kia vô ngần vũ trụ trong nháy mắt trong vũ trụ tựa hồ là phát sinh một loại nào đó dị biến một dạng một luồng khí tức đáng sợ hạ xuống trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian cái này đây là cái gì khí tức nữ hài triệt để không bình tĩnh cỗ khí tức kia đúng là làm nàng cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ loại kia cảm giác là nàng chưa bao giờ có Tô Huyền, cái này đang thi triển thủ đoạn gì, lại có lấy như thế khí tức kinh khủng nở rộ mà ra. Giờ khắc này, thiên tử, thiên hoàng tử, cấm kỵ thiên nữ, tại chỗ sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức, đúng là không khỏi thân thể phát run. Tiểu muội muội, ngươi là thật không có trải qua xã hội đánh đập à? Tô Huyền mỉm cười, vung tay lên. Oanh, không lực lượng đáng sợ, tự hạo hãn vũ trụ ầm vang hạ xuống, trong nháy mắt nối liền trời đất buông xuống mảnh không gian này, đó là một đạo quang trụ một đạo sáng chói vô cùng bao phủ hết thảy quang trụ đại tinh thần thuật không sai đây chính là tô huyền trước đó đạt được đại tinh thần thuật này thuật thi triển hội tụ tinh thần chi lực chấn áp chư thiên đây là thủ đoạn gì ngươi ngươi làm sao có thể thi triển khủng bố như thế thuật pháp thân thể của cô bé lần thứ nhất run rẩy cỗ lực lượng kia để cho nàng lần thứ nhất vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong khí tức hiện tại nói cho ta biết ngươi thần không thần phục Tô Huyền ngữ khí triệt để thay đổi, không có trước đó như vậy ôn hòa, mà chính là vô cùng lạnh lùng, như là một tôn nhiễm huyết tu la. Lúc này, nếu như cái này nữ hài lại mạnh miệng, Tô Huyền không ngại đưa nàng lên đường. Dù sao nàng chết rồi, bàn đào cổ thụ vẫn còn, chỉ bất quá về sau bàn đào cổ thụ cũng không còn cách nào kết quả mà thôi. Còn chưa mở lời, ta là thua toàn thua, không biểu lộ, ta cỗ lực lượng kia tiếp tục đè xuống. Giờ phút này, toàn bộ không gian đều là bị một cỗ vô cùng to lớn áp lực chỗ tràn ngập tất cả mọi người bắt đầu vận chuyển huyền công tiến hành ngăn cản, nếu không chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Giờ phút này, nếu là theo trên không nhìn xuống Tây Vân Động chỗ ngọn núi này, chính là sẽ thấy một tòa khổng lồ pháp trận đã đang phát ra chi chi tiếng vang, dường như tùy thời đều muốn vỡ nát. Cái kia cỗ áp lực phía dưới, nữ hài sắc mặt đại biến, không còn có trước đó bình tĩnh, đều ngũ quan có chút bóp méo. Cho dù hắn thi triển thần thông, đem thanh quang tiên quang bao phủ toàn thân, lại vẫn không có làm dịu. Bất quá một lát, trong không gian liền là có một thanh âm vô cùng vội vàng vang lên. "Thần phục, ta nguyện thần phục." Âm thanh kia chính là tới từ nữ hài, thời khắc này nữ hài rốt cuộc không ngăn cản được cái kia cỗ to lớn áp lực, chỉ cảm giác chính mình thân thể tùy thời đều muốn phát nổ. "Này mới đúng mà, tiểu muội muội, sớm một chút như thế nghe lời không liền xong rồi." Tô Huyền mỉm cười, tiện tay vung lên, cái kia cỗ áp lực trong nháy mắt tiêu tán, cỗ lực lượng kia cũng trong nháy mắt bị xóa đi. "Hô, cái kia cỗ áp lực biến mất." mọi người mới không buông xuống tới, thở sâu thở ra một hơi, cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Chuyện vừa rồi thời gian rất ngắn, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại là giống như là vượt qua một thế kỷ dài như thế. Loại kia áp lực, loại kia tim đập nhanh, loại kia khí tức tử vong, bọn hắn đời này đều không muốn lại thể nghiệm một lần. Ngươi đến tục cùng là làm sao làm được? Lấy chân tiên tu vi thi triển loại kia thần thuật. Trong hư không, nữ hài mở miệng, Thanh âm đều không có trước đó như vậy cường thế, mà chính là mang theo nhu hòa. Đối mặt Tô Huyền, nàng cũng không dám nữa giống trước đó như thế vô lễ. "Đây không phải ngươi nên biết sự tình, đã ngươi đã thần phục, cái kia liền trở về cổ thụ đi, về sau theo ta là được." Nhìn chăm chú lên nữ hài, Tô Huyền nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Ngươi làm sao cường thế như vậy?" Nữ hài nhíu mày. "Có loại này thực lực, không cường thế chẳng lẽ còn làm kẻ hèn nhát sao?" Tô Huyền cười nhạt, hỏi lại Tô Huyền lời nói ở giữa lộ ra đối với mình tuyệt đối tự tin, đó là chân chính lạnh nhạt, chân chính bễ nghĩa thiên hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người tiếp tịch, nữ hài yên lặng, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Nhưng nghĩ lại, Tô Huyền nói xác thực có đạo lý à? Tô Huyền là rất ngông cuồng, nhưng xác thực cũng là thật có cuồng tư bản à? Được rồi, nhiều không cần nói nữa, về sau theo ta là được. Tô Huyền mở miệng. Ừm. Nữ hài cho mày, trầm mặc thật lâu, sau cùng vẫn gật đầu. Cường thế nàng, đối mặt càng tăng mạnh hơn thế tô huyền, nhưng cũng là không thể làm gì. Tiến vào cổ thụ đi, theo ta, ngươi còn có càng lớn phát triển cũng khó nói. Tô huyền mỉm cười. Ừm, nữ hài tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo. Một giây sau, nữ hài quanh thân quang mang mãnh liệt, thanh quang lóa mắt, hóa thành trùm sáng, hòa vào cổ thụ. Chư vị, cái này bàn đào cổ thụ đối với ta hữu ích, ta đem nhận lấy, các ngươi, không có ý kiến chứ. Bỗng nhiên, Tô Huyền quay đầu, nhìn về phía tại chỗ rất nhiều tiên vương cường giả nhàn nhạt, nhạt mở miệng một thời gian không gian tĩnh mịch không có một tia thanh âm phát ra thậm chí có ít người liền hô hấp đều cho ngừng lại bàn đào cổ thụ chính là trường sinh tiên thụ bọn hắn khẳng định là muốn dù sao bọn hắn đến bồng lai tiên đảo mục đích đúng là vì cơ duyên nhưng giờ phút này tô huyền mở miệng đúng là để bọn hắn liền một tranh dục vọng đều trong nháy mắt tiêu tán dù sao tô huyền vừa mới mới thi triển cái kia khủng bố thủ đoạn chấn áp nữ hài cũng đồng dạng chấn áp bọn hắn. Tô huyền đạo hữu, chúng ta tự tiên vực các nơi mà đến, chỉ vì tranh đoạt cái này một cơ duyên. Bây giờ, ngươi để cho chúng ta không công mà lui, có phải hay không có chút quá không giảng lý? Đúng vậy à, tô huyền đạo hữu, bàn đào cổ thụ phía trên, có ít nhất 10 cây trường sinh dược, ngươi cho dù là phân ra năm gốc đến cho chúng ta cũng tốt à. Tô huyền đạo hữu, tất cả mọi người là vì cơ duyên mà đến tu sĩ, cũng coi là hữu duyên, ngươi không thể chỉ nhìn lấy chính mình à. Tĩnh mịch sau đó, thật sự có người mở miệng, có mấy thanh âm vang lên tại không gian bên trong. Trong nháy mắt, Tô Huyền mặt liền chìm xuống dưới, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mọi người. Ý của các ngươi nói là ta còn phải phân ra một nửa trường sinh dược cho các ngươi. Tô Huyền ngữ khí triệt để băng nghiêm túc, cùng Tô Huyền cái kia nhất quán bình tĩnh khác biệt, có một cỗ sát ý cùng lãnh ý xen lẫn khí tức trong không khí chợt tràn ngập mà ra. Cỗ khí tức kia, mọi người cảm thấy ngạt thở. Nhưng dù sao có trường sinh dược dụ hoặc, bởi vậy bọn hắn vẫn là không có như vậy thỏa hiệp. Tô Huyền Đạo hữu, đều là tiên vực một phần tử, tu luyện cũng là vì đối kháng dị vực, vì đối kháng hắc ám thiên đình, chỉ có mọi người cùng nhau mạnh lên mới là tốt nhất kết quả à. Tô Huyền Đạo hữu, cái này liên quan đến đại nghĩa, ngươi không thể như thế tự tư à. Tô Huyền Đạo hữu, nếu là ngươi hôm nay đem trường sinh dược phân cùng chúng ta, chúng ta chắc chắn nhớ kỹ ân tình, ngày khác lại nếu là gặp chuyện, chúng ta cũng có thể đến giúp ngươi à. Từng thanh âm từng thanh âm vang lên, Tô Huyền cuối cùng nghe rõ. Cảm tình, những cái này ra hỏa là tại đạo đức bảng giá chính mình à? Các ngươi cảm thấy, ta gặp phải sự tình, các ngươi có thể giúp được việc sao? Các ngươi cảm thấy, không có ta, các ngươi liền có cơ hội thu hoạch được trường sinh dược sao? Các ngươi cảm thấy, chính mình thật sự có tư cách cùng ta dụng đạo hữu tương xứng sao? Tô Huyền ánh mắt lạnh lẽo quét mắt mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Tô Huyền thanh âm vô cùng băng lãnh, giống như là vạn năm hàn băng, đem không gian đều đóng băng. Nói thật, tại trước mặt chúng ta, các ngươi cùng con kiến hôi không có có bất kỳ khác biệt gì, tiện tay liền có thể bóp chết. Còn các ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được cơ duyên, cái kia thuần túy là nằm mơ, không thể nào. Tô Huyền ngữ khí băng lãnh, không có chút nào lưu tình. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền thanh âm không ngừng quanh quẩn ở trong không gian, làm cho toàn bộ không gian đều bị lâu dài động lại, không có một tia thanh âm phát ra. Giờ phút này, trước đó những cái kia trước tiên mở miệng người đều trầm mặc, lặng ngắt như tờ.